Wow, vừa rồi mình có đi công tác vào trong Sài Gòn, đi dự sự kiện ra mắt các cái sản phẩm công nghệ của Xiaomi. Và ngày hôm đó thì mình rất là ấn tượng với cái mẫu đồng hồ đeo tay thông minh giá rẻ, đó là Redmi Watch 3. Đấy, và ngay sau buổi sự kiện đó thì mình đã mượn của hãng cái mẫu đồng hồ này về để mà trải nghiệm đeo ở trên tay, sử dụng thực tế để mà có đến bài đánh giá cho các bạn. Tại sao mình lại nói là đây là một cái mẫu đồng hồ đeo tay thông minh giá rẻ nhưng mà lại có rất là nhiều tính năng? Bởi vì những cái gì bạn cần thì cái mẫu đồng hồ này nó đều có. Nếu bạn cần một cái mẫu đồng hồ nó rất là nhẹ nhàng, đeo trên tay cực kỳ thoải mái, mẫu đồng hồ này đáp ứng được. Nếu bạn cần một cái mẫu đồng hồ nó có khả năng nghe gọi được nhá, có cả loa ngoài để bạn nghe gọi nhá, thì nó cũng có luôn. Nếu bạn cần một cái mẫu đồng hồ có một cái màn hình lớn, tấm nền phải xịn sò, thì cái mẫu đồng hồ này cũng có luôn. Đây là màn hình 1,75 inch AMOLED, độ sáng cũng rất là cao, lên tới là 600 nit. 600 nit là khá cao đối với cả đồng hồ đấy nhé các bạn nhé. Và độ sắc nét thì cũng rất là tốt. Tiếp tục nữa nào, nếu bạn cần một cái mẫu đồng hồ mà nó có cái khung viền này là bằng kim loại, sau đó còn mạ bóng như này nữa, nhìn trông nó sang hơn, mẫu đồng hồ này cũng có luôn. Đấy, rồi là nếu bạn cần một cái mẫu đồng hồ mà nó có rất rất nhiều các cái chế độ luyện tập thể thao, mẫu đồng hồ này có tới 120 chế độ luyện tập thể thao. Thời lượng pin cũng cực kỳ trâu, kháng nước 5 ATM là thoải mái để cho bạn có thể đi bơi được rồi. Và nó còn có cả GPS độc lập. Các bạn nghe kỹ nhá, GPS độc lập luôn. Cái này rất là tiện khi mà chúng ta đi mang đi tập luyện thể dục thể thao thì chúng ta không nhất thiết phải mang theo điện thoại làm cái gì cả. Đấy là tất cả những gì mà cái mẫu đồng hồ này có. Đấy, thế nhưng mà mình cũng đã nói với các bạn trong rất nhiều video đấy là không có gì vừa ngon vừa bổ mà lại vừa rẻ cả. Chắc chắn là cái mẫu đồng hồ đeo tay thông minh Redmi Watch 3 này nó sẽ phải hy sinh những điều gì đó. Vậy những điểm mà nó hy sinh là gì? Hãy cùng bắt đầu với mình ngay trong video ngày hôm nay. Đầu tiên là cái hộp, thì mình thấy là cái hộp này khá ok đấy. Đấy, mình thì chủ yếu là để ý ở trong hộp này xem là cái phụ kiện nó sẽ có cái gì, nhưng mà chủ yếu là cái sạc thôi. Đây, thế thì với cái mức giá rơi vào khoảng 2-3 triệu thì chúng ta đã bị cắt giảm đi là cái sạc ở đây là nó không phải là sạc không dây, nó là sạc 5 châm như các bạn nhé. Tuy nhiên là với bản thân mình thì mình không quá quan trọng cái điều này, bởi vì là lúc mà cắm sạc ấy thì chỉ việc cho vào phát thôi, nó hít vào rồi là xong thôi, có cái gì đâu. Đấy, xong để một lúc là được rồi. Cái mẫu đồng hồ này thì sạc nó cũng tương đối là ổn đấy, mất khoảng vài tiếng thôi là nó đã sạc đầy pin rồi. Chúng ta sẽ nói về cái phần thiết kế thì sao. Cái thiết kế cái đồng hồ này thì nó theo cái style là vuông. Cái phần viền màn hình ấy thì nó ở mức độ trung bình nhé, nó không quá dày cũng như là không quá mỏng. Và với cái màn hình AMOLED như thế này thì các bạn sẽ nhìn thấy là cái nền đen của nó rất là sâu. Và khi mà các bạn để cái màu đen như này thì nó sẽ tiết kiệm pin hơn. Đấy, và tất nhiên rồi, cái đồng hồ này thì nó sẽ có màn hình always-on display, nghĩa là cái màn hình luôn sáng. Về cái cảm giác đeo ấy, thì mình thấy là cảm giác đeo ở trên cái mẫu đồng hồ này nó khá là tốt, bởi vì là cái đồng hồ nó rất là nhẹ. Cái khối lượng của cái phần đồng hồ này nhá, nếu mà chưa tính dây nhá thì nó sẽ rơi vào khoảng 37 gram, còn nếu mà tính cả dây vào nữa thì nó sẽ rơi khoảng 79 gram. Đại loại là đeo vào thì cực kỳ nhẹ nhàng đấy, và cái cách tháo dây ra thì cũng rất là dễ đấy. Nhưng mà có điều là mình thấy là cái khóa này của nó này thì nó đeo tương đối là giống Apple Watch. Đây các bạn nhìn thấy không ạ? Đấy, cái khóa chúng ta sẽ luồn vào trong này để chúng ta đeo. Thì cái ưu điểm của cái khóa này là nó sẽ rất là bám tay đấy, và cái khóa này thì chúng ta sẽ không sợ theo kiểu là bị tuột hay là bị rơi đâu, rất là thoải mái luôn. Thế còn về màn hình thì sao? Cái mẫu đồng hồ này sẽ sở hữu một cái màn hình tương đối lớn đấy, có kích thước là 1,75 inch. Độ phân giải của nó sẽ là 390 x 450 pixel. Mật độ điểm ảnh nó sẽ sấp xỉ, nếu mình nhớ không lầm trong cái buổi ra mắt đấy là sẽ sấp xỉ tầm khoảng 326 hay 328 ppi gì đó. Nghĩa là mật độ điểm ảnh đó là khá là cao đối với một cái mẫu đồng hồ đeo tay thông minh đấy nhá. Và nó cũng ngang với cả một cái chiếc điện thoại mà có màn hình nằm giữa khoảng HD cộng cho đến Full HD đấy. Đấy, nó nằm giữa đấy. Đấy, ví dụ như là HD cộng thì nó sẽ rơi vào tầm khoảng 270 ppi, Full HD thì nó sẽ rơi vào tầm khoảng 400 ppi. Đấy, thì cái sản phẩm này nó nằm ở giữa cái đoạn đấy. Đấy, các bạn thấy được không ạ? Màn hình này thì sẽ có tấm nền là AMOLED và độ sáng là 600 nit. Với cái tấm nền như thế thì cái ưu điểm là gì? Đấy là độ tương phản rất cao, độ sáng tốt, khi mà ra ngoài trời nắng nhìn sẽ tương đối là rõ ràng, và màu đen rất là sâu. Nên là khi mà chúng ta để cái phần mặt đen này này thì nó sẽ hòa quyện luôn với cả cái phần khung viền này. Đấy, để xa như này thì chúng ta nhìn nó liền mạch một khối, trông nó sẽ đẹp hơn. Và cái màn hình AMOLED ấy thì nó cũng sẽ tiết kiệm pin hơn.
đặc biệt là tiết kiệm đối với trường hợp là chúng ta sử dụng cái nền đen. Còn về cái trải nghiệm vuốt chạm trên cái đồng hồ này thì mình thấy là như thế này là đủ mượt mà đối với bản thân mình rồi. Cái đồng hồ các bạn có tưởng tượng là nó sẽ khác hơn so với điện thoại nhé. Điện thoại thì chúng ta sẽ cần một cái cấu hình nó rất là cao để chúng ta có thể chơi game, chúng ta có thể làm các cái thứ khác. Nhưng mà đối với đồng hồ thì chủ yếu là chúng ta truy cập ứng dụng và vuốt chạm như này thôi, thì mình thấy là khá ổn, không điều gì phải khiến cho mình phải lăn tăn cả. Đấy, về các tính năng thì sao? Ngoài cái việc làm nó có nghe gọi ra thì mình thấy là nó sẽ có một cái nhược điểm mà chúng ta cần phải chú ý nhé. Đấy là chúng ta sẽ không chủ động quay số để mà gọi đi được. Đấy, nó sẽ có cái phần là danh sách cuộc gọi gần đây nhất, thì nó sẽ hiển thị ra cho bạn khoảng 30 cuộc gọi gần đây nhất, và chúng ta có thể bấm vào những số mà chúng ta đã gọi đi gần nhất. Chứ còn nếu mà chúng ta muốn gọi đến số lạ thì chúng ta sẽ phải cầm cái điện thoại này chúng ta gọi. Đấy, nhưng mà mình thật chứ sử dụng đồng hồ này thì ít khi mình ấn lên trên đồng hồ này để mà mình gọi điện đi lắm. Mình toàn ấn vào những cái số có sẵn cho nó nhanh thôi, chứ còn thao tác ở trên điện thoại nó vẫn nhanh hơn, đúng không nào? Đấy, nên là cái việc nhà sản xuất không cho cái đó thì đúng là nó là một nhược điểm. Nhưng mà cái nhược điểm đó mà hỏi là nó có quá khó chịu đối với mình hay không thì câu trả lời là không. Thế còn về thông báo thì sao? Mình thấy là thông báo khá là nhanh, nó chỉ trễ hơn một tí xíu thôi, chắc là một vài tích tắc so với cả điện thoại thôi. Khi mà điện thoại có thông báo phát là ở trên đồng hồ chúng ta sẽ có thông báo luôn. Đấy, và chúng ta sẽ có thông báo về tin nhắn này, thông báo về các cái app ứng dụng các thứ, và chúng ta có thể tùy chỉnh được nhá, bật hoặc là tắt những thông báo của các cái ứng dụng nào đi. Đấy, thì chúng ta có thể tự bật tắt được. Còn tất nhiên đối với cả đồng hồ đeo tay thông minh ấy, thì nó sẽ còn có cả đo nhịp tim này, đếm số bước chân này, theo dõi giấc ngủ này, theo dõi cả căng thẳng này, rồi đối với chị em thì có cả theo dõi chu kỳ kinh nguyệt của phụ nữ này. Đấy, thì đấy là những tính năng mà nó có rồi. Đấy, thế thì mình cũng có test thử một số các cái thông tin, ví dụ như là đếm số bước chân thì mình thấy là tương đối chính xác. Tại sao lại mình nói là tương đối chính xác? Bởi vì là ví dụ như khi mà mình đang đi như này, mình vừa đi mình vừa cầm điện thoại mình quay thì mình thấy là đếm ổn. Nhưng ví dụ như khi mà mình ngồi trên xe máy chẳng hạn, mình đi một cái quãng đường tầm khoảng khoảng 3 cây số thì số bước chân nó vẫn nhảy lên nhá. Nó vẫn nhảy lên tầm khoảng 10 bước chân nhé. Đấy, thì các bạn chia sẻ luôn. Tại sao nó lại nhảy lên như thế thì mình nghĩ là chắc là trong quá trình mình ngồi ở phía sau ấy, lúc mình đi tay mình có thể lắc này vài cái này, thì đồng hồ nó sẽ nghĩ là mình đang đi, nhưng thực chất là không phải. Đấy, thì cái đấy là cái mà mình cũng phải nói luôn. Về kháng nước kháng bụi thì cái mẫu đồng hồ này sẽ có kháng nước kháng bụi là 5 ATM, giống như ở đầu video mình đã nói, tương đối thoải mái cho bạn trong quá trình đi bơi. Về chế độ luyện tập thể thao ấy, thì chúng ta là không bao giờ mình sử dụng hết đến 120 chế độ luyện tập thể thao đâu. Bởi vì sao? Bởi vì là mình chỉ sử dụng các cái môn rất là cơ bản thôi, ví dụ như là bơi lội hay là chạy bộ hay là đi xe đạp các thứ thôi. Tuy nhiên là với 120 chế độ luyện tập thể thao như này thì nó sẽ giúp cho chúng ta là ví dụ như chúng ta muốn chơi các cái bộ môn mà nó hiếm ấy, hay là nó khó tìm ấy, đấy, thì nó sẽ có. Đấy, ví dụ như bạn thích tập yoga các thứ chẳng hạn này, cũng không phải nhiều người tập yoga đúng không nào, thì nó cũng sẽ có hỗ trợ những cái kiểu như vậy. Đấy, thì mình thấy là với nhiều chế độ luyện tập thể thao thì nó sẽ phù hợp với nhiều người hơn. Đấy, chứ không phải là chúng ta sẽ sử dụng hết được từng đấy đâu. Và với GPS độc lập ấy, thì cũng giống như ở đầu video mình đã nói, nó rất là tiện trong cái việc là chúng ta đi chạy bộ, chúng ta muốn vẽ bản đồ không cần phải nhất thiết phải mang điện thoại đi. Những cái mẫu mà nó không có GPS độc lập ấy, chúng ta phải mang điện thoại đi để mà nó sử dụng cái GPS của điện thoại, nhưng mà cái mẫu này nó có độc lập rồi thì không cần. Đấy, nhưng mà mình thì mình thấy là lần nào đi mình vẫn phải mang đi điện thoại, vì nhớ đâu có ai gọi điện đến để trả lời tin nhắn các thứ nữa. Đấy, nên thành ra là thôi, có không có thì cũng chả sao, nhưng mà rõ ràng là có thì nó sẽ tốt hơn, đúng không? Khả năng làm thoại của sản phẩm này thì khá là tốt đấy. Tuy nhiên là chúng ta cần phải chú ý là nếu mà chúng ta đi bơi xong nhé, thì cái loa nó sẽ hơi bị rè một tí này, đấy là cái nhất. Cái thứ hai nữa đấy là nếu mà chúng ta nghe điện thoại ở trên đồng hồ khi mà chúng ta đang di chuyển, đặc biệt là bằng xe máy đấy, thì tiếng ồn nó vọng vào đây khá là nhiều. Đấy, và cái người đầu dây bên kia người ta sẽ nghe khá nhiều tiếng ồn. Còn ví dụ như là chúng ta đi ở trong ô tô cơ thì ok, đồng ý, chúng ta sẽ nói chuyện điện thoại nó sẽ tương đối là rõ ràng rồi. Nhưng mà ví dụ như là ô tô của bạn mà có kết nối Bluetooth ấy, thì cái này nó cũng không quá quan trọng lắm, chúng ta nghe trực tiếp ở trên loa ô tô luôn. Hay là ví dụ như là đang ở trong phòng này có ai gọi điện đến mà điện thoại chúng ta để xa, chúng ta không muốn đến lấy điện thoại, chúng ta có thể nghe trực tiếp ở trên này cũng được. Đấy, thì cái này thì tùy anh em thôi. Cái đồng hồ này thì nó sẽ có trợ lý ảo Alexa, nhưng mà hiện tại thì hơi đáng tiếc là nó chưa sử dụng ở Việt Nam được. Đấy. À, còn tất nhiên với một cái mẫu đồng hồ như này thì nó sẽ có một cái tính năng nữa nhé. Đấy là cái gọi số khẩn cấp. Đấy, chúng ta sẽ ấn 3 lần. Đấy, vào cái phần cái núm ở đây. Đấy, ấn 3 lần như này. Đấy, thì nó sẽ gọi như này. Đấy, nhưng đây mình hủy đi. Nó sẽ gọi điện cho cái số mà mình sẽ set vào đấy. Ví dụ như là bạn đi đường mà những mày có vấn đề gì thì chúng ta sẽ set cái số khẩn cấp để gọi điện cho vợ con hay là ông bà bố mẹ bạn thân gì đấy, kiểu như vậy. Còn về pin thì
Như công bố nhà xuất thì cái mẫu đồng hồ này nó sẽ có phiên pin là khoảng 12 ngày. Đấy, nhưng mà đấy là công bố nhà xuất thôi. Chứ còn nếu như với cá nhân mình sử dụng một cách vô cùng thoải mái, như là mình bật on-on display lên này, xong rồi mình có thông báo cuộc gọi cái thứ liên tục trong một ngày như thế, thì mình sử dụng được khoảng 4 ngày. Đấy, 4 ngày là rất thoải mái đối với bản thân mình rồi. Mình cũng không kỳ vọng là nó sẽ nhiều hơn. Bởi vì nói thật với các bạn chứ, một lần đi công tác của mình cũng chỉ tầm khoảng 4-5 ngày là cùng thôi. Đấy, hay là đi du lịch cũng chắc cũng chả lâu hơn được. Đấy, thì mình thấy là như thế này là ok rồi. Một lần đi công tác hay một lần đi du lịch cũng không nhất thiết phải mang theo cái sạc đi làm gì. Còn tất nhiên, nếu mà chúng ta cảm thấy pin yếu thì chúng ta sẽ bật cái chế độ tiết kiệm pin lên để cho nó hiển thị thời gian không thôi. Đúng nào. À, và cái on-on display này nó cũng có một cái rất là hay. Đấy là nó sẽ có cái phần hẹn giờ nhá. Nghĩa là các bạn có thể là hẹn cái bật on-on display lên trong cái quá trình mà chúng ta sử dụng vào ban ngày chẳng hạn. Thế còn đến buổi tối thì nó sẽ tắt đi để tiết kiệm pin hơn. Đấy, thì chúng ta có thể set được hẹn giờ như thế. Một số các cái mẫu đồng hồ là nó không hẹn giờ được đâu nhé. Đấy, nhưng mà cái mẫu này thì nó có hẹn giờ như vậy. Và cái đồng hồ này thì sẽ có hai cái phiên bản màu sắc. Đấy là màu đen với cả màu trắng ngà nhé các bạn nhé. Đấy, chúng ta có thể lựa chọn. Đây, ở đây thì mình đang đeo cái màu trắng ngà đây. Còn cái việc thay dây thì nó sẽ rất là dễ dàng thôi. Ấn vào đây phát là chúng ta đã có thể tháo được dây ra như thế này rồi. Rất nhanh. Đấy, các bạn nhìn thấy không ạ? Các bạn cảm thấy sao về mẫu đồng hồ này? Hãy để lại comment cho mình biết tất cả những thông tin về khuyến mại cũng như là các cái giá bán đi kèm cái thứ như nào. Đấy, mình đã để hết ở phía dưới phần ghim comment cũng như là phần mô tả video này. Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã dành nhiều thời gian theo dõi video của Dương Dây. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.